Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Lan Anh vào bếp. Bếp nhà Lan Anh hôm nay có món cá mà cá muối sư, cá đóng muối sư. Tức là cũng chưa có mặn lắm như muối sư, nhưng mà khi mà cách đây 2 ngày Lan Anh buổi chiều đó, Lan Anh đi ngang chợ cá thì nó cũng đã chiều tối rồi. Lan Anh thấy có mấy con cá đóng ngon ngon á, Lan Anh mới mua về. Sau khi mua về làm sạch thì mình có bỏ lên đây một ít muối, muối hột. Rồi mình để được 2 ngày nó cũng héo con cá. Ở này mà nếu để lâu thêm á, con cá nó héo hơn chút nữa thì gọi là cá muối sư á các bạn. Cái này cũng chưa đạt đến là muối sư, nhưng mà Lan Anh có phủ lên đây một ít muối hột rồi, cho nên con cá nó có hơi teo teo teo, xanh xanh cứng cứng lại này các bạn. Bây giờ Lan Anh sẽ kho. Cái trời mùa lạnh lạnh này ăn cái cá mà muối mặn mặn, cá muối sư sơ sơ này rồi kho lên đó các bạn, ăn rất là ngon cơm. Bây giờ nguyên liệu chuẩn bị cho cái món này thì Lan Anh có ba con cá đóng khoảng 700 gram, và có mấy củ hành tím. Lan Anh hay kho cá bằng cái nghệ mà nghệ tươi này này các bạn, cứ bỏ mua vài củ nghệ để rồi bẻ vài miếng này kho, rồi thêm vài tép tỏi thôi. Chủ yếu hôm nay là hành với lại ớt, vì cá kho mà mình bỏ ớt, cái ớt này nó cay, bỏ vào ăn nó ngon lắm các bạn. Là anh có 4 thìa ăn canh nước mắm ngon. Tí nữa mình có đường, có tiêu, có bột ngọt xí xí, mỗi thứ một xí nữa các bạn. Bỏ vào cá 1 thìa cà phê bột, bột mì. Sau đó là Lan Anh cho cá nó dính, nó phủ bên ngoài một ít bột mì như này nè các bạn. Bắt cái chảo lên bếp, bật lửa nhỏ nhỏ thôi các bạn. Cái chảo chưa bỏ dầu gì hết á, cái chảo chưa bỏ dầu gì hết á. Lan Anh bỏ vào đây, xếp 3 con cá vào đây bình thường, cái chảo chưa bỏ dầu. Lan Anh xếp vào đây 3 con cá. Cái này Lan Anh học ở trên mạng của một đầu bếp người nước ngoài ấy các bạn, họ xếp cá vào trước như thế. Những con cá nhỏ họ xếp vào rồi họ mới bỏ dầu, ngon lắm các bạn. Rồi sau đó Lan Anh bỏ dầu vào, bỏ khoảng 3 thìa canh dầu thôi các bạn, không bỏ nhiều, 3 thìa canh dầu ăn thôi. Con cá nhỏ nhỏ này mình cho nó bên ngoài nó ngắn hơn á, mình đưa nó ra ngoài. Rồi bỏ lửa vừa vừa thôi nghe các bạn. Con cá mặt dưới cũng vàng rồi, bây giờ Lan Anh dựng lên xíu cho cái bụng nó cũng vàng á các bạn. Ngay cái bụng nó cũng vàng vàng khô khô tí cho nó ngon. Lan Anh chỉ có áp chảo cho cái mặt ngoài của cá nó săn lại thôi các bạn, chứ không phải là chiên để vàng giòn để chiên ăn cá chiên đâu các bạn, chỉ làm săn cá thôi. Và khi con cá đã săn vàng như này rồi nè, rồi Lan Anh gấp ra, nên cái dầu này nó cũng vẫn bình thường chứ không có cháy gì đâu các bạn. Dầu chiên cá này nó không có cháy gì đâu. Rồi chả các bạn, Lan cũng không có giả nhỏ lắm đâu, để cho nó còn cái nguyên liệu, nhìn nó khi mình kho lên á, mình có gấp cái nguyên liệu mình ăn nó cũng ngon lắm các bạn.
Bỏ vào giữa chảo một thìa cà phê đường. Rồi bỏ lửa nhỏ thôi các bạn. Trong thời gian chờ các cái nguyên liệu kia nó bay mùi thơm á, dậy mùi thơm, thì cái đường của Lan Anh sau khi mà nó tan nó cũng ngả màu. Tức là không có dùng nước đường màu nhiều, chỉ vừa vừa thôi thì nó đẹp con cá lắm các bạn. Không có kho mà đen lại đâu, vì cá này cá muối sư nó mặn rồi đó. Nếu mình kho đen lại nhìn con cá nó, đó, mình chỉ kho nó hơi vàng vàng thôi. Rồi tổng hợp cái màu này lên là đã thấy đẹp rồi đó các bạn. Lan Anh bỏ lại ba con cá vào đây. Để cho nó lên màu á các bạn. Đó. Các bạn đừng có thắng đường màu mà đậm quá hay là lấy được nước đường màu ở ngoài. Vì trong này mình có nghệ tươi á, pi ớt á, nó đã lên màu đẹp rồi. Khi mình thêm một tí màu đường mà mình chỉ thắng tới nhẹ nhẹ thế thôi là nó rất đẹp các bạn. Chứ nếu mà mình làm nhiều hơn nữa nó sẽ đen cá lắm các bạn. Đang anh hay thích kho nghệ tươi là vì thế. Nó ngon, nó thơm mà màu nó cũng đẹp. Có chuẩn bị á. Bây giờ mình bỏ vào đây là 1 2 3 thìa ăn canh nước mắm. Nước mắm ngon á các bạn. Với cái cối mà hồi nãy mình giả gia vị á, mình bỏ vào đây nửa cối nước lọc. Rồi mình tráng cái cối á các bạn. Đó. Sau đó bỏ cái ớt. Cái ớt hồi nãy chuẩn bị Lan Anh có xách một ít ra giả, còn một ít để nguyên. Lan Anh bỏ vào đây nửa thìa cà phê tiêu. Bỏ vào đây một thìa cà phê đường. Hồi nãy có một thìa cà phê Lan Anh thắng màu nữa. Cho nên là để tí mình kiểm tra xem nếu như mà nó vừa hay chưa. Nếu chưa thì mình hẳn bỏ thêm, chứ đừng có bỏ nhiều quá nha các bạn. Mấy lúc Lan Anh á, là kho cá là hay dùng cái đường mà đường tán á, thì khỏi cần thắng màu, cứ giả cái đường tán nó trong cái gia vị này rồi kho luôn là màu nó vừa đẹp á các bạn. Nhưng mà hôm nay hết đường tán cho nên Lan Anh mới phải thắng nhẹ nhẹ như thế. Đó. Với lại là nếu như nó có mặn ngọt gì đó thì mình có thể điều chỉnh ở cái lần này luôn á. Lan cố tình giả lớn gia vị là để gia vị nó tạo trong cái nước này nó những cái độ dẻo nhất định á, ngon lắm các bạn.
Lan Anh đã hoàn thành cái món kho cá đổng muối, muối sư. Nếu các bạn thấy thích thì hãy lưu lại để tham khảo. Xin hãy bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ, tiếp thêm động lực để mình có thể làm thêm nhiều video hơn nữa gửi đến các bạn. Xin chào và xin cảm ơn.